Thánh nhân chính đức, tam hoàng tử, công chúa khiêm khiêm. Xin chào. Thánh nhân chính đức là người quản lý môn phái Nam Tĩnh, có địa vị rất cao ở Nam Tĩnh. Lần này đến để đánh giá cấp bậc cho Huyền Thiên Tông. Huyền cơ, lâu rồi không gặp, giờ đã là thánh nhân rồi. Cũng là do duyên phận thôi, nói không rõ được. Ba vị đến chính điện nghỉ ngơi một chút đi. Cái gọi là đánh giá cấp bậc chỉ là đến kiểm tra cảnh giới tu vi của Huyền cơ thôi. Giờ đã xem xong rồi, còn lại chỉ là uống trà ăn cơm thôi. Sư phụ, các người cứ đi đi, con muốn tự đi dạo một chút. Được rồi, vậy con cứ đi đi. Tam hoàng tử Ngân Cầu là hoàng tử của Tần Đế Quốc, công chúa Khiêm Khiêm là công chúa của Đông Chu Lương Đế Quốc. Về thực lực, Tần Đế Quốc nghiền nát Lương Đế Quốc, nhưng cầu trước mặt Khiêm Khiêm lại như một con chó liếm. Khiêm Khiêm, Huyền Thiên Tông ta quen lắm, ta dẫn nàng đi dạo khắp nơi nhé. Người đạo lữ tương lai của ta nhất định phải có khí độ phi phàm, phong nhã xuất chúng, tuyệt đối không phải lại như Ngân Cầu, kẻ vô sỉ bị sắc đẹp làm cho kiệt quệ thân xác. Khiêm Khiêm, nàng xem, đây là võ đường, đây là phòng nhân sự của môn phái. Thế nào Khiêm Khiêm, Huyền Thiên Tông là môn phái số 1 Nam Tĩnh của chúng ta, nàng thấy thế nào? Bình thường thôi, là người Trung Châu, ta đã thấy quá nhiều đại môn phái rồi, quy mô của Huyền Thiên Tông thực sự không vào mắt được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất ngờ đi đến chân núi Tiên Duyên. Anh độ đi chăm sóc các sư huynh, làm vườn rau phải tự mình tưới nước. Thôi, hôm nay luyện tập thiện nữ u hồn vậy. Cũng được rồi, về tìm sư phụ thôi. Đây là ai vậy? Khiêm Khiêm, đây là Tiên Duyên Phong. Nghe phụ hoàng ta nói, đây là đệ tử thứ 13 của thánh nhân Huyền Cơ. Trong môn phái chẳng mấy ai gặp qua hắn. Theo ta thấy chắc là xấu xí vô cùng, không dám lộ mặt. Có thể đàn ra tiếng đàn như vậy, làm sao có thể là một người xấu xí được? Lên xem thử. Trên đời sao lại có nam tử tuấn mỹ như vậy? Ai đến vậy? Sao phải lén lút thế? Tiểu nữ Dương Khiêm Khiêm xin gặp công tử. Cô nương đâu phải, tiểu nữ với tu vi như vậy, chắc có thân phận gì đó nhỉ? Sao anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn mình? Chẳng lẽ mình không đủ đẹp sao? Chân không đủ dài hay không đủ to? Không biết công tử tên gì, tiểu nữ làm sao dám tự báo danh tính? Không nói thì cút đi, đừng đến đây quấy rầy ta đàn. Ngay cả lúc giận dữ cũng đẹp trai quá. Được lắm, tên đấu tông kia dám vô lễ với đệ tử của thánh nhân chính đức như vậy à? Ngươi là ai? Ta là Ngân Cầu, tam hoàng tử Tần Đế Quốc. Ngân Cầu, ta thấy ngươi là chó liếm thì có. Bộ dạng của huynh đài khi ở bên cạnh vị cô nương này, chắc là liếm đến cực điểm rồi. Diện mạo của ta trong số các hoàng tử cũng có thể xếp hàng đầu. Sao ngươi dám nói ta xấu? Chỉ vì ngươi có vẻ ngoài như ngọc thụ lâm phong, tiên khí phiêu phiêu mà coi thường ta à? Ngân Cầu, ngươi đừng nói nữa, đừng quấy rầy ta trò chuyện với công tử. Tiên tử xin tự trọng, ta không phải là món của nàng đâu. Công tử nói gì vậy? Thiết chỉ muốn nhìn công tử thêm một lúc, để có thể luôn nhớ về công tử. Thiên Thiên, con thật sự ở đây à? Ta cứ tưởng con đi lạc rồi chứ. Đây là đấu tông, đệ tử của nhà ta. Còn đây chính là thiếu niên kiếm thánh mà mọi người vẫn nhắc đến, mới có 18 tuổi thôi đấy. Huyền cơ, ngươi có một đệ tử giỏi đấy. Đạo huynh chính đức quá khen rồi. Đấu tông, mau rót trà mời chính đức thánh nhân đi. Mời ngài. Nhà ngươi uống loại trà này sao? Cũng không có gì đặc biệt, do đấu tông nhà ta tự chế thôi. Gì cơ, tự chế á? Mặc dù chính đức thánh nhân có hơi ngạc nhiên về ngộ đạo trà, nhưng thứ này càng uống nhiều thì tác dụng càng giảm, nên ông ấy cũng không quá xúc động. Nhìn thấy cả một hũ đầy ắp, chính đức thánh nhân sửng sốt. Khoan đã, cái hũ trà này, đây chẳng phải là Tiên Bảo Đạo Thiên Quán sao? Một môn phái nhỏ như Huyền Thiên Tông mà không biết đạo lý ông của báo tất gặp họa sao? Này nhóc, ta thấy cái hũ này của ngươi thú vị quá, không biết ngươi lấy nó ở đâu vậy? Cái này à, do con tự nung đấy ạ. Cũng chỉ là hàng bình thường thôi, nếu tiền bối thích, con tặng ngài một cái nhé. Ngươi tự nung à? Ngươi có thể nung Huyền Thiên Tiên Bảo sao? Thôi đừng nổ nữa, thật mà, con còn nhiều lắm, toàn dùng để đựng đồ thôi, có thể lấy ra xem được không? Được chứ ạ. Vẫn giả vờ có vẻ thật nhỉ. Ngài xem, đây toàn là chính đức thánh nhân kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các hũ, phát hiện ra chúng đều giống hệt đạo thiên quán. Ngươi làm tiên bảo bán buôn à? Con định tặng ta một cái nữa chứ, nhưng thôi, nghĩ vậy là đủ rồi. Lòng tham không đáy, rắn nước voi mất. Chính đức thánh nhân nhìn về phía đấu tông, trong giây lát, ông cảm thấy đấu tông như một người ngoài thế gian. Ánh mắt đó ông chỉ từng thấy ở một người, đó chính là đại đế Huyền Cơ. Nói thật đi, đệ tử của ngươi có phải là tiên nhân chuyển thế không?
Chính thức đạo huynh, nói thật với huynh nhé, khi nó mới 10 tuổi ta đã phát hiện ra rồi. Lúc đó ta đã dùng bí pháp thăm dò. Rồi sao nữa? Chính thức huynh có muốn thử không? Quả nhiên là tiên nhân. Tiền bối, phản bối, chính thức vì tò mò nên đã xâm phạm tiền bối. Xin tiền bối tha thứ. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.